Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm. Đào tạo Forex, tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, mọi nhà đầu tư có thể đánh giá và trực tiếp thấy rõ về những giá trị vận dụng áp dụng này vào trong thị trường cũng như tôi luôn luôn chia sẻ về những góc khuất ở trên thị trường và những vấn nạn ở trên thị trường về đầu tư forex này để nhà đầu tư hiểu rõ được rằng những bọn á quân forex thế giới rotator hoặc những bọn chủ các kênh youtube chủ các diễn đàn forex giao dịch được mà không chịu chứng minh nó như thế nào trên thị trường về đầu tư forex này nhà đầu tư nên nhớ rằng để giao dịch vận dụng được ở trên thị trường giao dịch forex cần phải trải qua cả một quá trình dài mà chính người đứng ra chia sẻ họ phải vận dụng áp dụng vào trong thị trường thực tế. Họ phải chia sẻ, họ phải cho chúng ta thấy rõ được những giá trị thực tiễn trên thị trường. Không có chuyện tham gia vào trong thị trường giao dịch forex này. Nhà đầu tư chỉ thấy bọn lừa đảo forex bán tín hiệu, phân tích xu hướng cho chiến lược mà gọi đó là người có thể giao dịch vận dụng được trên thị trường này. Xin lỗi nhà đầu tư, nếu ném tiền cho những kẻ đó, nhà đầu tư chỉ có thương vong và mất tiền trên thị trường và bọn chúng chỉ lại dở những trò thói quen đó là xin lỗi nhà đầu tư thế là cho xong toàn bộ những giá trị chúng đang chia sẻ với nhà đầu tư nếu giao dịch đơn giản vậy thì tại sao chúng không vận dụng áp dụng vào trong thực tế mà chúng còn phải đi ra ngoài để bắn tín hiệu cho nhà đầu tư thấy rõ về xu hướng ở trên thị trường nhưng ngay cả bản thân chúng còn không chịu áp dụng vào trong thực tế để minh chứng bằng chính những giao dịch, bằng chính những giá trị áp dụng ở trên thị trường để nhà đầu tư có thể nhìn nhận, có thể đánh giá và trực tiếp thấy rõ toàn bộ giá trị lịch sử giao dịch của bản thân chúng ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Đấy là điều mà bất kỳ ai hay một nhà đầu tư nào khi tham gia trải nghiệm ở trên thị trường giao dịch Forex này cần phải hiểu rõ, cần phải đánh giá được về những giá trị này trên thị trường từ Forex. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn tham gia trải nghiệm ở trên thị trường giao dịch Forex, hãy đi chậm lại để nhìn nhận, hãy đi chậm lại để mà đánh giá, hãy đi chậm lại để mà hiểu được rằng đâu là những thước đó giá trị nhất để cho các bạn nhìn nhận, hiểu rõ được rằng mọi giá trị trên thị trường này là những cơ sở, là những giá trị để cho các bạn có thể vận dụng được vào trong thị trường về đầu tư forex này tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch forex hãy nhìn vào trong thực tế đánh giá cho đúng về mọi giá trị mọi vấn đề trên thị trường về đầu tư forex này chứ không phải tham gia vào trong thị trường giao dịch forex này chỉ để thấy những bánh vẽ về những giá trị lợi nhuận những bánh vẽ về những giá trị hứa hẹn ở trên thị trường về đầu tư còn những giá trị thực tiễn các bạn ném mẹ đi chứ không cần phải quan tâm đến như những gì mà bọn lừa đảo bọn bị bợ ngoài kia đang nói với nhà đầu tư rằng phải như thế này hay như thế kia trên thị trường nếu thực tế mà dễ nếu thực tế mà đơn giản nếu thực tế mà có thể tạo được ra lợi nhuận một cách nhanh chóng một cách ngon lành như những gì mà bản thân bọn lừa đảo ngoài kia đang nói với nhà đầu tư. Vậy thì bọn chúng đã chứng minh và trong thực tế trên thị trường chứ không phải ra ngoài bắn tín hiệu, ra ngoài cho xu hướng, ra ngoài cho lệnh, ra ngoài cho chiến lược nham nhạc, nhạc như hiện nay trên các kênh YouTube, trên các diễn đàn Forex, trên các gì nhỉ? Uh, kênh chia sẻ hoặc bọn IB, bọn lừa đảo hiện nay đang quăng ra bên ngoài thị trường một cách nhăm nhạc đấy để dẫn dụ nhà đầu tư vào những cái bẫy được gọi là copy lệnh hay mua chiến lược hoặc là bán robot hoặc là đánh ủy thác trên thị trường. Nhưng khi xảy ra những vấn đề, những vấn nạn ở trên thị trường thì chúng sẽ tìm cách né tránh một cách nhanh chóng nhất ở trên thị trường. Và hiện nay chủ cực của các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex chủ của rất nhiều những giá trị bị bợm lừa đảo như là áo quân Forex thế giới, Ro hoặc là thầy dạy Forex hoặc là gì nhỉ? Chuyên gia Forex quản lý quỹ hiện nay ở trên thị trường đã tìm đủ mọi cách để lừa đảo để thuốc rất nhiều nhà đầu tư vào các hình thức như mở tài khoản dẫn dụ nhà đầu tư copy lệnh dẫn dụ nhà đầu tư mua chiến lược dẫn dụ nhà đầu tư tham gia vào trong thị trường này để đánh ủy thác dẫn dụ nhà đầu tư tham gia vào những mô chai ở trên thị trường về đầu tư hết những vấn đề này cho đến những vấn đề khác ở trên thị trường nhưng khi nhà đầu tư hỏi để chứng minh về những giá trị giao dịch thực tế của những bọn lừa đảo bịp bợm này thì tuyệt nhiên nhà đầu tư sẽ không thấy những thằng được gọi là áo quân forest thế giới hay trader này dám chứng minh vào trong thị trường thực tế để cho chúng ta thấy rõ về những gì mà chúng đang chia sẻ chúng đang nói cả nhà đầu tư rằng chúng thành công thành công mà không chứng minh được thành công mà thua lỗ thành công mà gì nhỉ chỉ bằng mồm chỉ bằng mõm thành công mà chỉ bằng những giá trị hứa hẹn không có căn cứ ở trên thị trường thì xin lỗi nhà đầu tư Trần Quốc Minh này đeo dám thành công với những giá trị bịp bợ lừa đảo kiểu đấy giống như bọn đang nham nhạc ngoài kia trên cái thị trường về đầu tư forex này Đấy chính là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý, đấy chính là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, đấy chính là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải đánh giá được khi tìm hiểu và trải nghiệm thực tế về thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn là những nhà đầu tư thật sự hãy nhìn vào trong thực tế ở trên thị trường. Hãy bắt bất kỳ một ai nói với cả nhà đầu tư rằng bản thân chúng có kinh nghiệm như thế nào ở trên thị trường này, hãy chứng minh thực tiễn để cho chúng ta tìm hiểu, cho chúng ta trải nghiệm, cho chúng ta thấy rõ được rằng những kỹ năng và những khả năng vận dụng của bản thân chúng về những kiến thức, những phương pháp ở trên thị trường là thực tiễn. Bởi vì đơn giản rằng những giá trị ở trên sách vở, trên Google, trên lời nói luôn luôn đúng, những áp dụng vào trong thị trường thực tế mẹ toàn là sai và đéo tạo được ra những giá trị thật sự ở trên thị trường về đầu tư forex này. Đấy là điều mà nhà đầu tư tại sao từ nạn trên thị trường giao dịch Forex này cũng như ngoài kia nhiều kẻ thành công và đéo bao giờ dám chứng minh về năng lực của bản thân chúng trên thị trường về đầu tư Forex đó là điều hiển nhiên và chân lý ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này tôi là Trần Quốc Minh chủ website tạo Forex.com người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng bằng thực tiễn để gửi đến nhà đầu tư